Nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022, Trường Luận ở nơi phương xa xin gửi lời kính chúc tới các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, anh em, lộn nội, ngoại, hàng xóm, láng giềng, ba bề bốn bên lời kính chúc năm mới sức khỏe và an lành. Chúc tất cả các anh chị, các bạn bè một năm mới thành công hơn nữa trong công việc của mình và trong cuộc sống. Chúc tất cả các cháu nhỏ luôn luôn sức khỏe ổn định, học hành giỏi giang và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Chúc tất cả các chiến sĩ, đồng bào, kiều bào của chúng ta ở trong và ngoài nước luôn luôn có được một cái năm mới an khang, thịnh vượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đã đề ra. Trong cái năm mới 2022 thì Trường Luận cũng rất là mong muốn sẽ được kết nối với tất cả chúng ta và chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cái cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.